275 đồng nữa nha. Wow, thank you, thank you. Đây tượng Phật Tây Tạng nha. Chào cả nhà, cả nhà. Bữa nay thứ năm này cả nhà, dẫn cả nhà đi chạy trời Santa Fe cả nhà. Bữa nay người ta bán nhiều lắm cả nhà. Những video độc lạ cho cả nhà coi nha. Chạy trời dưới người ta bán đầy hết cả nhà. Đầy đồ hết trơn. Giờ mời cả nhà theo em nha. Đó, bên đây xe nó cũng đầy nhóc cả nhà. Đó, xe người ta đậu đầy hết trơn, không có chỗ đậu nữa. Đợi nãy giờ nửa tiếng hồi mới có chỗ đậu xe cả nhà. Dưới quá trời đồ. Người buôn người bán người nhóc hết rồi. Rồi mời cả nhà xem. Đây chợ nè cả nhà, đó. Ta đang dọn ra nè cả nhà, dân hàng ta đang dọn ra đó, bên đây nó cũng đang dọn ra nè cả nhà. Cái quần áo rồi cả nhà. Ta đang bu rồng như đó cả nhà. Ở trên đây nó cũng đang dọn ra nè. Và cái đồ chơi rồi cả nhà. Đây quần áo cả nhà. Quần áo mấy cái chân cầu. I don't think so. I saw him parking there. Really? But I don't know if he came in or not. They, he opened late. Quần áo chân cầu rồi không nghe. Thank you, thank you, thank you. How much? How much? But. Cái đèn mang xong này 10 đồng nữa nha. Đây là đèn mang xong 10 đồng. Hey guy, how you doing, man? Good. How are you? Yeah, I'm doing okay. Đây đồ xưa kìa, chốt nha. Sorry, sorry. Đây có một cái bình, cái bình nó xài bằng nè, nó xài bằng xăng, bằng ga cái nha, ga, ga chứ không phải xài bằng dầu. Đây là cái đồng hồ này nha, vừa đo nhiệt độ vừa đo gió rồi vừa có đồng hồ. Đây cái đồ đo mấy cái cò xúc bắp, mấy cái thử và khe hở của cò xúc bắp. Đồ linh tinh nhóc nha. Ở bên đây cũng vậy nha. Ở đây có đại bàng bằng đồng vẫn luôn. How much bud? Eagle. 300. Thank you, thank you. Đây mấy cái quạt nha. Con đại bàng bự này 300 nha. Bự lắm. Đó có giày lính thế nè, mà size nhỏ, size này chắc số 6, giày lính. Đây thẻ game nữa nha, thẻ thể thao đồng bạch ngược núi luôn nha. Ngược núi đồng bạch. Đây có cái đầu bò này nha. Đầu bò, sừng bò, lùm lắm. Camera cũ nữa. You got too much, man? Yeah. Đây có cái cần. Cần ta lắc đâu luôn nha. Đó, cái giá cần kiếm bằng đồng. Hai bớt. Hey. Hey. You take a picture yet? No, the guy's not responding. Huh?
No, I thought you had it at your house. No, no, not in my house. Đây là kim nhật nhóc của tôi nha. Kim nhật nhóc ở trên này nè. Oh, okay. I have his gold. I have his gold. Quá trời kim nhật. Đồ than nữa nha. Đồ than rồi chi đi. Chi đi thì cũng nhóc. Ở quần áo tôi cũng đang dọn ra cả nhà. Tôi dọn liều dọn quần áo rồi. Ở đây nó dọn sát tường rồi nha. Dao nữa. Đây đồ trong nhà cũng nha. Đồ trong nhà lụng dụng luôn. Đồ lụng dụng luôn. Vừa thấy đồ thì đập hết. Đây cũng như đầu trong nhà không biết nha. Và cái ống nước rồi mấy cái DVD nữa nè. Này 275 đồng nữa nha. Wow, thank you, thank you. Đây tượng Phật Tây Tạng nha. Tây Tạng quá trời. Đây có cái bình đưa cái đỉnh đồng sông Trầm nữa nha, cũng cũ lắm rồi. Này đồ cũ. Thank you với mấy bên. Đây cũng đồ đồng độc độc lạ lạ luôn nha, quá trời. Đồ đồng độc độc lạ lạ nhóc hết. Dưới đây cũng có đèn bán sông nữa nha, đèn dầu, đèn sông các kiểu đó. Các kiểu đèn. Ở quần áo cũ nữa nha. Áo cũ mới gì đến đây. Đây bán mấy máy may nữa nha, máy may đó, máy may bằng điện nữa nha. Giày dép cũ, son nồi chén chảo cũ nữa nha. Dép son nồi cũ không? Nón. Nón với ba cái đồ linh tinh lụng dụng. Ba cái đồ trong nhà không xài nó liền cho nhóc. Còn đồ nhà không xài. Để có cái máy đánh chữ nữa. Đánh chữ cổ nữa nha. À, máy đánh chữ cổ đó. Đây ba cái đồ nghề không cái nha. Đồ nghề cũ cũ. Quần áo cũ. Ba cái đồ đồ thường không nha. Đây có hai hàng hiệu nữa. Hai cây mở khóa hiệu Dupont này nữa nha. Hai cây bắn xe. Mở khóa ốc xe rồi. Hai đó hàng hiệu nữa nha. Ồ, đây có một kiến nữa nha. Kiến. Ồ, đây có cái game đây, PlayStation 1. À, how much the game? Esto es juego. How much game, boss? Lo juego. Game, boss. Okay, the whole thing? Yeah. This, and this. Give me $25. Oh, very cheap, my friend. Very cheap. Ready to plug it in and play, you know? Yeah, thank you. I play you double right now if you want. Yeah, thank you. Let's find the power. Mm. Thank you. I like to play that thing. Đây đồ nghề không ấy nha. Nghề. Quá trời đồ nghề lên tinh luôn nha. Mano,
Đây. Đây ba cái muỗng cũ. Cái đồ nghề cái nhà ba cái đồ nghề bao tay luôn. Bueno, o sea, perdón. Sí, qué oso, ¿no? Qué oso los mortales para nosotros. Entonces, yo digo, bueno, como tengo free. Chợ người ta cũng đang dọn ra nữa cái nha. Đây người ta bán đồ chơi, quần áo Levi nữa nha. Cũ mới có lộn xộn nữa nha. Cũ mới có lộn xộn. Mấy đồ này đồ đi vai không nha. Rồi đây mấy cái ghế ngồi ngoài giường nữa nha, ghế bố ngồi lắc nha. Này là đồ rửa tay ở ngoài giường cái nhà, nó có để trong bồn nước nè, đạp lên nó có con cốc đạp nữa, cốc đạp đi nè. Đây bán đủ thứ cái nha, chợ. Đây thì bán ba cái mỹ phẩm, quần áo cũ, bạc cũ rồi cả nhà, bạc giả đó, thời trang luôn. Đây quần áo lính cũ nữa cả nhà, US Army, Missimo cả nhà. How much? 10. Đây có một cái size small nữa nha, size nhỏ quá. Đi đưa mình đỡ size small cho mấy người nhỏ nhỏ con. Bên đây cũng không có gì cả nhà, ba cái đồ linh tinh luôn nha. Đây có đồ chơi nha, ba cái đồ chơi. Đây có cái bà lao lính nhỏ nữa nha. Thế nữa. 10 đồng ta bớt còn 7 đồng. Đây đồ nghề nhóc hết trơn. Thấy chưa. Thì chúng ta đang lựa đồ nghề nhóc hết trơn. Okay. Mấy cái máy bắn đinh làm ghế sofa nè nha. Đây bán mấy cái đầu bọc ta lái xe nè, 3 đồng cái đầu bọc ta lái xe nè, nữ trang giày dép nữa nha. Đây thì bán 3 đồ dụng cụ bếp nè, nồi niêu xoong chảo nè. Đây thì mấy chuyện tranh, tranh với bằng đĩa nhựa rồi cả nhà, tranh bằng đĩa nhựa, mấy cái tượng Phật là bằng đá này, nhưng mà này đời mới người ta làm lại nha, đồ tượng đá mới, này bình mới, bên đây đèn quá trời nữa nha, đèn keo ở nhà cả nhà, quá trời loại đèn. 10 đồng cái, để 10 đồng nữa nha. 10 đồng cái. Dồ nước nữa. Bạn đồng đồng nữa nha. Đây còn cái ba lô lính nữa nè, lính này mới. How much sir? 15. Thank you. 15 đồng nữa nha. 5 đồng cái bao lên dưới được bán 3 cái giày dép quần áo đồ chơi
Dở. Đầy đồ cả nhà, thùng thùng cả nhà có thời gian lục cái thùng này khi nó nằm dưới. I don't know. I buy any. Anything. Yeah. Anything that makes money. Yeah, any much money, yeah. I just sold my client $600, same way. I'm doing $80 here. Đây có đồ chơi cũ nha. Đây có bạc nữa nha. Bạc quá trời luôn. Vàng bạc không nha. Mà loại nhỏ cho con nít không. Cái này Zippo 2011. Cái này cũng nữ trang không nha. Đây churi không ấy nha, nữ trang không. Đây cũng nữ trang nữa. Cái này là mấy cái laptop đời cũ nữa nha, cái đồ nghề nữa nha. Laptop đời cũ. Đây bán mấy cái bình bọng ly được đó nha. Lưỡi dao nữa nha, lưỡi thợ dao anh. Dao cong dao thẳng như nhóc ở đây. Đây đồng bạch nữa nha, đó đồng bạch nhóc đây nữa. Được, máy này là máy cốt. Máy đọc cốt xe thôi. Thirty. Ok. Thank you. Này 30 nha. Thank you, boss. Thank you. Thank you, boss. Đây đồ tùng thùng nhóc hết nha. Oh, để xem rồi, cốt rồi. Đây mấy cái tủ lạnh mini cũng đem ra bán nữa nha. Mấy cái đĩa thắng xe hơi cũng vậy nữa, người ta không xài nó đem bán. Đây mấy cái nón nhỏ. Thomas. Hi. Go. Where's more? Thank you. Đây mấy cái đồ lính này, thương hiệu lính, mặt lính này. Đó. Mấy cái thẻ bài của lính này. Llevando malo de ustedes, de Mary. Dejo de dejarlos en la bolsa, no los calcetines. Đây mấy dàn giả không nha. Đây máy cano nữa nha. Máy cano đây nè. Ta cũng đem ra luôn nha. À đây quần áo lính nhóc nè. Đây nón bê rê đây. Đây áo quần đầy nhóc nha. Cũ quá. Nó nhào nát hết đó.